Nó được theo. Nó được theo, nó cắn. Trời ơi, thương một cái bãi rác này và một cái nhà ở đây. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ở nhiệt độ ngoài trời bây giờ ở Sài Gòn là 33 độ C và nhằm 91 độ F thưa anh chị. Trời đang rất là nắng gắt, có lẽ là đỉnh điểm của nắng trong ngày. Và bây giờ là 12 giờ 15 phút trưa ngày 27 tháng 2, xin lỗi anh chị, 17 tháng 2 năm 2022. Và em đang có mặt ở khu vực quận 7 anh chị. Đây là đường Nguyễn Thị Thập, khu nhà giàu Him Lam. Có mặt ở vị trí này, em mời cô bác anh chị một cái buổi trưa nắng đổ lửa như thế này, nắng chảy nhựa luôn, em về thăm lại khu xóm nghèo. Một khu xóm nghèo ở khu vực khu Trung Sơn, Bình Chánh. Em cũng không nhớ là khu xóm nghèo này thuộc, chắc là thuộc Bình Chánh thưa anh chị. Một lần em đã đi vào rồi. Hôm nay những cái ngày đầu năm em mời cô bác anh chị đi thăm lại thôi, vào cái buổi trưa nắng đổ lửa như thế này. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là bình an và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Bây giờ trời nắng thì cô bác anh chị che chắn cẩn thận nha, cùng với em lang thang không để về đen thui luôn, nắng cháy da. Và em sẽ đi hướng Nguyễn Thị Thập này, nó chạy qua cầu Him Lam thưa anh chị. Phía sau lưng anh chị sẽ đi về khu vực đường Nguyễn Thị Thập, đường Nguyễn Hữu Thọ đó, với cái Lotte quận 7. Em mời anh chị đi lên cầu Him Lam. Đây có bún thịt, bánh mì thịt nướng. Ô, té xe rồi. Có ai giúp chị này dựng xe không? Chắc là có, không đến nỗi nào. Rồi có người dựng xe rồi. Thôi em đi. Ở đây cũng thường xảy ra tai nạn khi lên cầu anh chị. Cầu Him Lam đây anh chị. Đi qua bên kia là khu Trung Sơn, thuộc khu vực Bình Chánh. Lúc nãy em có chia sẻ với anh chị là em cũng không nhớ là cái khu vực xóm nghèo này là Bình Chánh hay là quận 8, là bởi vì Bình Chánh họ khu vực bên này là quận 8 rồi, cũng họ lòi một miếng đất của Bình Chánh vào khu Trung Sơn, chứ còn bên cầu Canh Sáng là quận 8 rồi đó, cho nên là em cũng không nhớ là nó thuộc Bình Chánh hay quận 8. Em đi về cái khu xóm nghèo này cách đây cũng một năm rồi đó, cũng cả năm trời rồi đó. Cũng may là mình chạy xe anh chị, chạy xe có chút gió, chứ cái này mà đi bộ chắc có lẽ khiếp, nóng lắm. Đây có những cây dương, cây gọi là cây me tây đó. Và em đang đội dốc cầu Him Lam. Ở bên này là thuộc Bình Chánh Trung Sơn, có cái khu khách sạn nhiều đó anh chị. Còn bên phải em ở đây là một khu đất trống đó, mà anh chị thấy cũng lạ ha, ngay cái chỗ cái vị trí này rất là đắc địa luôn. Em nghĩ là không để trống đâu, nhưng mà chắc cũng có vấn đề gì đó, ví dụ như đang xin chuyển đổi chẳng hạn anh chị. Ví dụ như ngày xưa nó là đất nhà nước, đất quân đội, đất gì, xong cái sau này xin chuyển đổi đó anh chị ha. Xin chuyển đổi, đang chờ chuyển đổi với có cái thời gian á, chứ còn vừa mới
lấy xong rồi chuyện qua xây nhà liền thì cũng kỳ. Ở đây thì Bùn Binh Trung Sơn anh chị quẹo trái ra Nguyễn Văn Linh anh chị nha. Đây nè, cái góc này nè, cái góc này đối diện bên kia đó anh chị thấy không, đối diện bên kia đó là có một cái con hẻm đi vào ngay cái quán ẩm thực Farm Lẩu và Nướng. Bên phải em là cầu Canh Sáng đó, anh chị, cầu Canh Sáng để anh chị đi qua quận 8 đó, đường Dương Bá Tạc đó. Đó em mời anh chị chạy vào nha. Ở đây hơi khó qua một tí. Đây nè, đi vào cái con hẻm ở đây, sát bên cái khu giàu có thì có cái khu nghèo khó. Và đất ở đây thì nó cũng nằm trong cái diện quy hoạch tùm lum hết rồi. Cũng chính vì vậy mà người dân ở đây người ta cũng thuộc dạng là đi, thuộc dạng bỏ thì thương mà bồng thì mệt ấy, thì bán cũng không được mà đi cũng không được ấy. Rồi mời anh chị cùng với em đi vào cái khu vực này. Có chỗ nào mát mát em dừng lại một chút, tự vì trời đang nắng quá anh chị ha. Khu này thì bắt đầu vào cái khu xóm nghèo. Tốc độ nghèo của nó thì có nhiều khi thì mình cũng không so sánh được, nhưng mà so với những cái khu khác thì em nhớ cái khu này nó nghèo dữ lắm, rớt mùng tơi luôn. Mình không có cái mùng tơi để rớt. Này anh chị, đây đi thẳng không được, quẹo phải thì em cũng không biết. Em quẹo phải trước đi, tí nữa em quẹo trái sau. Đây theo cái con đường lớn. Mời anh chị nhìn cảnh vật ở đây. May quá trong này vậy chứ còn có cây cối. Chứ ngoài đường lớn vậy chứ coi mà nó lại nóng nực hơn ở đây anh chị. Tôn này, tôn kẽm cũ, cũ rít luôn. Đây có cái sân bóng. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về rồi lại trôi qua, cuộc sống người ta cứ như thế này anh chị, làm gì có hy vọng nào. Ở cái đất Sài Gòn này, ở cái đất Sài Gòn này có bộ những khu xóm nghèo như thế này đúng là triền miên khói lửa anh chị ha. Năm này qua năm nọ đúng là không có hy vọng gì thiệt. Đây có cái sân bóng, sân banh. Một vùng đất rộng lớn xuất hiện. Mấy cái sân bóng này, mấy cái sân banh này nhớ ngày xưa lúc em còn đi làm công ty hay đi đá banh với lại mấy anh chị trong công ty đó, chiều chiều đá banh uống nước vui lắm. Rồi các bé sinh ra ở những cái khu này nó cũng phải theo những cái cảnh này thôi, chỉ có cố gắng học hành đổi đời anh chị. Chứ bây giờ những cái nghề tay chân bán vé số, mua ve chai riết rồi nó cứ như thế. Ở đây em mời anh chị em quẹo bên tay trái nha. Đây mát mẻ luôn. Đây cối mát mẻ luôn. Ồ giờ còn vali túi sách ha, để chuẩn bị đi về ha. Ở đây có một cái
con hẻm bên mé tay phải của em nè anh chị nè. Em mời anh chị quẹo nha, xem cái này đi về đâu. Con này vẫn đi về quê của anh chị, mà nói về quê không biết quê nào, chứ quê em cũng không có cảnh như thế này đâu. Quê em có thể là nhà thưa thưa một tí, nhưng mà không có cảnh tôn mục nát rồi như vậy. Ở đây không biết là vô khu xóm hẻm cuộc để có bán rượu. Em thử đi hết hẻm coi đi tới đâu. Em mời anh chị đi tiếp nha. Cái camera của em hồi nãy nó bị tắt mất một đoạn, uổng ghê. Khu trong này là cái nối với lại cái đoạn hồi nãy em chạy mà cái clip nó bị tắt đó anh chị. Em đi thẳng vào đây một tí em đi ra lại bây giờ. Khu trong này hết đường rồi. Wow, trời ơi, anh chị thấy ở đây hết đường rồi, ra bãi đất trống. Em chạy ra bãi đất trống luôn không, chắc quay lại thôi anh chị. Đây ra cũng hơi khó. Rồi. Lọt lề luôn. Rồi, dính rồi. Luôn rồi. Xuống giờ anh chị. Anh chị thấy là xe máy vô đây đi không nổi luôn á. Dễ đi ra. Chỉnh lại camera này cái. Rồi, em mời anh chị đi tiếp nha. Trời ơi, trong này đi xe máy. Chắc trong này có đi bộ sao đâu chứ. Xe máy mệt luôn á. À, cái lối em đi ra đây nè anh chị. Đó. Lối em đi ra lại đây. Giờ em sẽ đi ra cái ngã ba lúc nãy đó. Rồi em quẹo bên mé tay phải. Chẳng bàn đây. Nè, lúc nãy là ở đây là em quẹo phải đi vô con đường em đang chạy ra này ha. Bây giờ em đi thẳng nè anh chị. Không phải, em quẹo phải luôn chứ. Đây.
lại là cánh đồng. Ở đây vẫn là cái mấy cái sân banh anh chị. Rồi, em mời anh chị đi tiếp. Thiệt chứ, khu này là những cái khu, ở đây là công an ấp 4B cấm đổ rác, có cái bảng to đùng đó anh chị, tấm tôn đó. Ở bên phải em là có mấy ngôi mộ. Wow, cái này ban đêm liệu có dám đi không anh chị? 2, 4, 5, 6 cái mộ luôn, có khói nghi ngút nữa. Wow, bên tay trái em có một con đường mòn. Đây, mời anh chị ở trái qua đây. Đó, đường mòn. Đường mòn này sẽ dẫn chúng ta đi về đâu đây? Cái này đúng là đường đi vô rẫy nhà em ngày xưa. Đường đi vô rẫy nhà em ngày xưa. Khu này thì nói chung em cũng không biết là quận 8 hay là Bình Chánh, nhưng mà chắc em nghĩ là đất Bình Chánh quá. Con chó nó nằm ngay vùng đất hoang, ghê quá anh chị. Ôi trời, chắc em quay ra quá. Đây vô cái khu mẹ chai, hay là lỡ may vào cái khu, vào cái khu hút chích hay gì đó người ta bắt cóc em á. Em cũng nhiều khi cũng sợ bắt cóc lắm anh chị. Giống mấy cái bộ phim kinh dị quá. Đi lạc vào một khu xóm nào đó, xong cái bị bắt luôn, không hẹn ngày về. À thôi thôi, em đi đây, mời các bác anh chị đi tiếp. Trời ơi, ở đây mà ban đêm đi đúng sợ luôn anh chị. Bãi đất trống có con chó nằm nó gặm xương, nó được theo kìa. Nó được theo nó được theo, nó được theo, nó cắn. Trời, có một bầy chó nó được theo chết. Nổi da gà lắm. Dạ mang thiệt chứ anh chị. Ôi trời ơi, ở đây khói nghi ngút lên, người ta đốt rác. Một cục bê tông to chắn ngang đường. Ê, đi vào khu nào nữa đây? Đây, cục bê tông to đùng luôn anh chị. Đây, cục bê tông. Trời ơi, người ta quăng cục bê tông bự vậy á ha. À, ơ, người ta không cho vô mới ghê chứ. Ta không cho em đi vô á anh chị, ghê không? Mình cũng gan thiệt chứ.
thêm một cái bãi rác này và một cái nhà ở đây. Ở đây nguyên có nguyên một cái bãi rác anh chị. Lặng im một khu sống nghèo. Cái nhà này ở đây nhìn nó cũng tàn quá anh chị ha. Anh chị đi tiếp nha. Trong đó một cái bãi rác rất là to. Ở đây thì có nước sình lầy. Cái phong cảnh rất là hữu tình anh chị. Phong cảnh hữu tình. Cây, nước, cây cối sông nước. Đúng phong cảnh hữu tình luôn. Đây con đường này, may con đường này người ta cũng đổ tí nhựa anh chị. Và có lại có con chó nữa. Thiệt tình. Tát Bình Phát về mấy con đi bệnh viện nữa. Ô, nó chạy mất rồi, hên quá. Bên kia là một khu chung cư. Wow. Ở đây cái khu xóm này em đi một lần một rồi. Mà bây giờ cũng không biết là đang chạy hướng tới đâu luôn. Đó có phải là khu Cao Lỗ quận 8 không biết. Nếu như em đoán không nhầm thì đó là khu Cao Lỗ quận 8. Còn nếu nhầm thì chắc thôi anh chị. Một khu xóm. Rác, người ta đổ rác ở đây ha. Không biết rác này là có nhiều khi đem rác ở đây đổ mất tiền như chơi anh chị. Hoang vắng luôn. Mà còn có một vài cái nhà người ta xây xi măng với gạch. Đây chắc là nghèo nhất Sài Gòn rồi đó anh chị. Xóm này chắc là nghèo nhất Sài Gòn rồi đó. Không có một cái biển số nhà, số nhà hay gì luôn đó anh chị. Em cũng không biết là xóm này là xóm như thế nào. Wow. Như ở đây ai có rác là cứ ta đổ được là được á. Cái chỗ này mát mát, đứng một tí. Đó, em mời anh chị đi tiếp nha. Cái này đi tới đâu đây để em xem thử coi. Đây người ta rào tôn rồi. Theo như em thấy thì tôn này là tôn mới. Đây là mặt nhà rồi đó. Wow. Một cái không khí vắng lặng. Một cái không khí vắng lặng thế anh chị. Cái này là Bình Chánh rồi. Đây.
nghỉ tầm khoảng một vài phút, em đi tiếp đến cái bàn. Thì bàn này nhớ ngày xưa ghê. Xưa em hay đi lượm mấy trái bàn khô chọc ăn anh chị, ăn nó béo béo như là hột dưa, béo hơn hột dưa con. Con này là mới rào. Những cái khu đất này dần dần người ta sẽ xây những cái khu biệt thự cao ốc rồi này kia anh chị. Và số phận những cái người dân sinh sống ở đây, khu xóm nghèo, mai mốt không biết là sẽ đi về đâu. Con đường này có lẽ là chạy ra ngoài đường Nguyễn Văn Linh quá. Em nghi như vậy thôi, không biết đúng không. Còn rất là nhiều khu nhà lụp xụp, nghèo lắm anh chị. Em không có đi vào thôi. Những cái ngôi nhà xung quanh cái tấm tôn này à. Anh chị, nhà này thế thôi. Cuộc sống có đôi khi nó như vậy anh chị. Sống có đôi khi nó như vậy. Ở đây cái cầu này là ngày xưa em đi một lần, em đi ở bên đường Phạm Hùng đi vào hay sao, không phải quốc lộ 50 chứ, quốc lộ 50 đi vào. Thì cái cầu này người ta đang xây, đang làm lại á, nó sập rồi, người ta đang làm lại. Đây một cái cầu sắt này làm lại xong rồi nhìn thấy nó cũng xấu như ngày xưa. Ồ, mục nó mục hết trơn rồi anh chị. Mục hết trơn cái trời này. Cầu này là chỉ hai chiếc xe máy đi, đi không khéo là rớt xuống cầu như chơi anh chị. Bên này cũng lại là những cái sân banh. Vắng dự anh chị ha, và cũng rất là nghèo sơ sát. Ở đây được cái đường nhựa rồi. Sài Gòn bây giờ vẫn còn những cái khu vực như thế này anh chị. Không biết tới khi nào mới hết những cái cảnh như vậy. Nhưng mà em nghĩ chắc khó lắm. Sài Gòn như vậy hoài dài. Ở đây là những cái xưởng những cái xưởng. Trời có vẻ có mây, không biết chiều nay có mưa hay không. Đây có một quán, một cái tiệm sửa xe. Đi thẳng thì em quẹo bên tay trái đây. Có lốc xoáy nhẹ. Đường xá ở đây người ta không có làm đâu. Nhà cửa thì cũng lụp xụp. Khu xóm trọ. Ở ngoài đó là đường Nguyễn Văn Linh thì vậy, theo như em dự đoán như vậy. Đây có cái gara.
xe. Thầy nhớ. Không biết cái này có đi ra được không anh chị. Cuối đường em thấy có một cái vựa ve chai. Xóm này có đi ra được không? Đường này có đi ra được không? Đường này có đi ra được không chú? Ra Nguyễn Văn Linh đó. Đường này có ra Nguyễn Văn Linh được không anh? Được hả? À, cảm ơn anh. Để sao người ta trại bạc, trại tùm lum nè. Có cái chốt ở đây cũng không biết là để làm gì. Wow. Này xe ô tô thì không đi được. Cái chốt này chắc là người ta rào cái tôn đồ lại nè. Chắc mấy chú bảo vệ đó là của các cái khu đất. Anh chị em đang nhịp nhàng giống như cậy ngựa. Đó, này có một cái mớp rất là cao ha, lên mớp này. Lên dốc. Rồi, khu này cỏ không à. Và con đường đi thẳng ra Nguyễn Văn Linh luôn. Những cái khu đất này, ô đây có mấy cái. Ồ, em nhầm, em tưởng cây đậu bắp. Nhìn lại không phải cái đậu bắp, cái trái gì đó ngày. Em quên cái tên rồi, ngày xưa ở quê em cũng có. Ở đây đồng cỏ, không ai lau dền, lau đồ. Có mọc à. Đường này thì chỉ có xe máy đi thôi, xe hơi đi thì hơi mệt. Anh chị thấy cái khu đất ghê không? Rộng mênh mông. Và đồng không mông quạnh. Chỗ này cắn đinh phát chắc giác bộ xì hơi luôn anh chị. Hôm nay mời anh chị đi vào cái khu xóm này đúng là có nhiều điều bất ngờ. Đặc biệt lúc nãy em tính quẹo vô cái khu đất trống đó bị người ta la sùm quá. Đuổi ra luôn. Ra đây, ra đây. Không có vô đâu. Đây là ra Nguyễn Văn Linh luôn á anh chị. Em đang chạy từ từ, từ từ. Đường này mà chạy nhanh á là ăn hai tô phở không no. Xóm này đâu có đâu xa đâu anh chị, nằm ngay khu vực, tính ra là cũng chạy vào trung tâm có chút xíu, còn ngay khu nhà giàu Trung Sơn luôn. Ra đây, đây ra là ra cái khu đường Nguyễn Văn Linh rồi đây anh chị. Đó. Có một vài cái con đường mòn lối mở. Đây, đây ngay đầu có cái cổng bảo vệ vô luôn anh chị thấy không, cái khu đất đó. Khu đất rồi bây giờ là có người chốt lại rồi, người ta rào tôn anh chị. À. Wow. Là ra đây là ra Nguyễn Văn Linh. Đó, em quẹo hướng này là đang đi lên Bình Điền đấy anh chị. Có lẽ là cũng chạy xuống Phạm Hùng. Chắc khoảng vài ba năm nữa cái khu này nó lên nhà liền à. Nó thay đổi ghê lắm. Trời khá là nắng anh chị. Rồi không biết cuộc sống của những người ở đây đi về đâu anh chị ha. Ồ bán lương nè.
có mấy con lươn to á, gà, có bắn rắn đấy anh chị. Ở đây thì Bình Chánh quận 8 dành nhau miếng đất. Nói dành nhau cho vui vậy thôi chứ không phải đâu nha anh chị. Có điều là ai cũng muốn cái khu đất này, quận 8 cũng muốn mà Bình Chánh cũng muốn, và nó là một cái khu đất có tiềm năng. Ở phía trước đây là em tới ngã tư con đường Phạm Hùng và con đường Nguyễn Văn Linh thưa anh chị. Và chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip ở ngay vị trí này. Hôm nay mời cô bác anh chị đi về một cái khu xóm nghèo dã man, nhìn nó sơ sát, nghèo không tả nổi anh chị, không biết dùng từ gì để nói. Ở ngay Sài Gòn, ngay trung tâm mình, nói chung nói về trung, nói trung tâm thì cũng không hẳn là như thế anh chị, nhưng mà nó sát bên thôi. Thôi thì tương lai chưa biết như thế nào. Chờ đến anh chị một vài cái hình ảnh trong buổi trưa nắng ngày hôm nay, trời nắng cũng dã man luôn anh chị, đi vào khu xóm nghèo cũng dã man luôn. Đây, em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, và có những cái giây phút trải nghiệm cái khung cảnh sơ sát của Sài Gòn thay vì những cái khu nhà giàu. Và em xin tạm dừng các clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Bye bye.